Câu hỏi có chất lượng. Thật sự là anh nghĩ rằng là em đang có một lăn tăn mà đến bản thân anh cũng lăn tăn. Em đang phân vân là có nên mua một chiếc Raptor đời 2023 và lắp biển C hay là mua chiếc Raptor đời 2021 để được quyền lắp biển A là biển xe con. Câu hỏi có chất lượng. Thật sự là anh nghĩ rằng là em đang có một lăn tăn mà đến bản thân anh cũng lăn tăn. Đây cũng là một lăn tăn mà thời điểm anh trước khi anh mua chiếc xe anh đang đi bây giờ đời 2023, anh mua vào thời điểm đầu năm 24 này. Bản chất chi tiết của vấn đề này như sau: các xe ô tô Wrangler Raptor từ thời điểm 2018 đến năm 2021 thì được nhà sản xuất ấy, cung cấp về cái đặc điểm kỹ thuật là chuyên dùng cho việc chở người nhiều hơn so với chở hàng đấy, và cái này là quy định của nhà sản xuất nhá. Thế còn những chiếc xe Wrangler Raptor được sản xuất từ tháng 2 năm 2022 trở đi thì lại có thiết kế kỹ thuật tiêu chuẩn là phù hợp với việc chở hàng nhiều hơn so với chở người, và điều này thì phù hợp với quy định của nhà nước về vấn đề xe chở người và xe chở hàng trong câu chuyện của xe Wrangler Raptor. Thế nên những người nào mua xe Raptor ở thời điểm trước tháng 2 2022 thì sẽ vẫn lắp biển A, và chiếc xe mà sản xuất sau thời điểm 2022 thì sẽ lắp biển C. Quy định rất là rõ ràng, minh bạch trong vấn đề này anh em nhé. Thế còn biển số xe của xe Raptor đời 2021 hay đời 2023 thì biển số đẹp AMI đều có cả, có biển cho xe con và có biển cho cả xe bán tải, xe tải. Nên anh em thích gì AMI lo hết anh em nhé. Mình AMI giải quyết mọi vấn đề về biển số đẹp định danh.